Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Tiếp tục hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm cái luồng bẫy ở trên chung cư gần nhà của Tùng cả nhà. Ở đây thì có ông anh nuôi bò. Chắc mấy cái lồng của Tùng chắc nó dậm cũng bành hết giáo rồi. Thì Tùng gài vòng mấy khu vực này nè. Có được 3 cái. Cặp theo cái bờ nước của cái khe này, 2 cái, bên đây 1 cái, 3 cái. Hy vọng là hôm nay thả đi thăm có để quay cho cả nhà cùng xem. Thì cái bẫy ở đây thì Tùng gài cũng đã được hơn tuần cả nhà. Từ lúc chưa bão tới giờ. Bây giờ thì Tùng sẽ đi thăm nha. Hy vọng thầm thỏa hôm nay có vắng có gì thì sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Đâu rồi? Bò dưới đồng. Bò nè cả nhà. Con nào nó chà bá luôn. Cái gà mấy cái bẫy ở đây không biết nó có dặm không chứ. Chưa biết, nó chưa thăm đâu, mới tới đây giới thiệu à. Bò quá trời bò luôn. Dòng tập mé này thấy dấu quá trời, chắc nó dặm bấy hết rồi quá. Rồi, mời cả nhà thăm cái đầu tiên luôn nha. Rồi. Giờ biết đâu kiếm trời. Nhớ Tùng gài vòng chú gắn cây này. Đây là lầu vậy luôn đó nha. Ui, có hàng rồi nè. Ừ. Mới khui ra thấy cái đầu con hành bự quá nè. Trời, vô rồi. Rồi con chà bá luôn. Con mở ra đây, mở ra cho cả nhà xem. Con nhỏ. Con này cũng khá bự rồi, con này chắc ta coi như cấp là người ta thấy sao là trong tổng y chang vậy đó hả? Ủa đây sao là trong tổng y chang hả? Có đâu có khác gì đâu anh. Thì mình quay phim cũng như mình quay đám cưới thì sao nó vậy đó. Trời ơi. Gì đây? Hai con. Con lớn con nhỏ luôn. Một con hai. Hai con lớn con nhỏ, con đen con đỏ. Con này nhỏ nè. Sao nó vô làm hai con thấy ghê ta. Đi cặp á, bảy tháng này tháng tạnh nè. Ờ đúng rồi, đây cái đầu nè thấy không? Đây cái đầu nữa nè. Vô một lần hai con. Hai con này chắc cỡ ký hơn ký á. Ừ. Rồi như đây được mấy trăm. Cái này nếu mà con này bán không, nếu mà con này cỡ gần ký, con này cũng được 400 mấy rồi. Còn con này chắc đem về ăn thịt. Nhỏ quá. Một đuôi nữa. Con bự này dán trái hay dán đực đây. Phải cặp không? Cặp đúng rồi, này dán cái nè. Dán đực là dán bự hả? Dán đực này là dán cái, ô dán bự là dán cái. Nhỏ dán đực hả? Ừ. Nè. Anh nhìn cái đuôi nó nè, cái đuôi của con này nó dài hơn thấy không? Nó ốm nó dài hơn, còn cái đuôi dán cái thì nó tròn nó bự hơn cục nút. Nè. Chà bá nện. Bỏ này cũng cả hơn tuần rồi. Cái này chắc nó vô đầu tiên luôn nè, nó lúa con chuột nó mới nhâm mà hai bịch lúa còn nguyên luôn. Cái con nhỏ này vô nó ăn chuột. Rồi con này nó mới bò đâu vô hôm nè. Cái con nhỏ này cái bụng nó còn trong nóc mà thấy không? Rồi, tiếp tục. Tục cả nhà. Rồi, tiếp tục vô thăm cái nữa. Sợ cái chú bò ở đây dậm cái lồng nữa đâu. À còn, trống lỏng rồi anh bãi ơi. Trời dính luôn rồi kìa. Kìa nó nằm kìa. Khui ra có hàng luôn cả nhà. Hổ hành nữa nè. Ôi con hổ hành này ngon nè. Ôi con hổ hành gì. Con này chắc tầm 4 lạng nửa ký rồi cả nhà. Có 4 lạng. Hai cái, hai con. Cái ba con ăn gì? Tính hai con thôi, con kia ăn được. Thì nhỏ quá, con này bán được. Khá im nha. Bỏ hơn 10 ngày mà con chuột nó ấu da, còn có bộ da, bộ xương gì không? Còn bộ xương không? Xương sọ luôn. Vắng này ốm luôn.
này lúc trước chưa bão, tới bão giờ muốn hết bão rồi mới đi thăm mà. Rồi bữa nay coi dắn nó đi nhiều rồi đó nha anh em, mua chuột vô đằng xuống đằng đi 7 nha. Vô hai cái đầu tiên là lụm được ha, ba em rồi, đập với lại một con, thấy là có lý rồi nha. Này đem theo túi lưới luôn, túi lưới lát nữa bắt luôn cả nhà. Đem theo túi lưới với lại lúa thôi à, chứ 7 xe cua tùng hết luôn rồi. Đây lúa, lúa để dành cho nó ăn. Rồi, còn cái nữa thì khu vực này ba cái thì tùng thăm cái nữa tùng sẽ bắt rắn cho luôn cả nhà. Hy vọng bên đây ngay cái chuyện nước đầu bờ này cũng có nè cả nhà. Dưới đây thì dũng nước nha, cặp đặt cặp ở đây thì sợ mấy anh bò anh dậm quá nên đặt dùng hốc cây có dính thôi nha. Khui hàng trời ơi, con chuột chích queo luôn rồi, xác không xác chuột không. Ờ đủ dính luôn. Ừ trời ơi, tưởng con chuột nó chết rồi chứ, này chắc cũng vô lâu rồi, nấu con chuột còn có xương không à. Trời ơi, con nữa, ba cái dính bốn con đi này ngay ổ rắn luôn. Cái này thì nhiều khi anh em không biết rồi, nói mình đem rắn đi diễn chứ dính gì ghê vậy nè. Đây có ông anh thả bò nè, hồi đó giờ ông biết mình đi bẫy rắn đặt cả nhà. Đó nè, quên bãi lên truyền hình luôn nha anh Bãi. Chào luôn anh Bãi ơi. Chúc cái nhà mạnh khỏe. Đó nè thấy không, con chuột vỏ vàng nấu ra còn xương không nè. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ dựng máy bắt rắn luôn cả nhà. Bắt mấy con rắn này ra bỏ vô trong cái bị luôn và sẽ đi thăm tiếp mười mấy cái nữa nha. Hy vọng thì mười mấy cái kế tiếp cũng có được như vậy nó cũng đỡ cả nhà. Có cái này thì nãy dính được hai con. Cái vô tiền hai con quá ngon. Đây. Cái này quá khủng luôn cả nhà. Rồi, bây giờ thì để Tùng dựng rắn cả. Cần số giờ Tùng sẽ bắt rắn nha nha. Đây Tùng sẽ bắt hai con rắn hổ hành này ra trước. Gài hôm thứ nhất luôn. Chui ra em. Ủa đang con chuột còn nguyên đây mà. Hổ hành mà dám bắt nó không sợ cắn ai rồi. Không, con này nó không có độc anh Bảy ơi. Một con. Con này mới khủng nè, con này cũng khủng long bảo chúa luôn. À, nó không thành xích bịch lúa này, nó hơi chịu da luôn. Ok hả, con này chắc cỡ 9 lạng á, dài thấy ghê thiệt ha. Đây cáp xì nái luôn, con này chín lạng khỏe luôn nha cả nhà. Cứ vào hai em, trời ơi, hai em nặng kịch luôn. Nó có xạ hương của nó, con này tầm chắc 4 lạng nửa ký gì vậy. Lúa nguyên luôn, chưa ăn luôn. Con này tầm 4 lạng nha cả nhà, 400 dao. Rồi chú vô, chú. Ba con. Con rắn hổ hành này cái huyết nó tốt cho sức khỏe lắm anh Bãi, thiệt luôn á. Nó là loại những cái con rắn nó kháng độc của rắn hổ rồi mà. Không chi nhê vậy, lát nó giết luôn rắn hổ luôn á. Đây. Con này tầm cũng 4 lạng nữa cả nhà. Rồi, giờ bỏ vô sẽ đi tiếp nha. Còn một lát nữa tới những mấy cái mà có dính nữa thì Tùng sẽ quay và bắt rắn cho cả nhà xem. Rồi, giờ thì ở đây thì Tùng còn có một cái nữa là sẽ đi thăm vòng vòng khu chung cư nha.
Đây thì cái này cũng bỏ khá lâu. Ủa sao có dấu ai vô đây, quậy dữ rồi nè. Thôi con chuột còn luôn. Chuột này sống dai thiệt. Không có hổ hành, không có gì hết nha nè. Nè, trở lại. Tới cái kế tiếp luôn. Sao mấy cái đầu nó dính ngon quá, mấy cái sau này thấy không có khớp gì. U nó còn nguyên. Còn nguyên si. Sao nó không chạy ta? Tới đây thì Tùng thấy kiến nó đu nè. Một là chuột chết, hai là có vắn ối nha. Ối vắn ối thì chuột nó mới tới thôi. Còn không ấy thì đậu cái này là không có con gì luôn. Chuột chết queo rồi. Trời chuột còn mà kiến quá trời kiến. Xong luôn. Cuốn chuột luôn cả nhà. Đâu mà ai kiến dữ vậy nè. Cái này tôi sẽ giúp đê theo để làm xích cua cái này. Còn nhập con chuột. Cá con chuột không còn gì hết cả nhà. Trong đây là có hy vọng nha cả nhà. Chứ mà chuột không chết có hy vọng. Toàn vắng. Gặp vắng bò luôn. Lợi tới cái lồng. Trời ơi con gì phá lồng tới dưới luôn mà. Trời ơi. Chuột gì đâu. Chuột luôn. Kỳ vậy ta. Trong đây là năm dồi thì Tùng có gài một cái bẫy đây dính mấy con hành bự bự không cái gì. Hôm nay quay trở lại đây thăm gài thăm lại cái có không. Trong da thì bị chuối này, cái cặp bờ nước rồi, nó im. Này không có chỗ gài, không Tùng gài ở đây. Đặt dưới cái đường này. Đường bờ. Rồi cái lúa cội thinh không xong. Chuột còn luôn cả nhà. À, cho nó thêm một bịch lúa nữa. Cho nó ăn. À, tiếp tục cả nhà. Cái này khá im. Hôm nay thì sao? Cái này ngon lắm rồi nè. Mà không biết có không. Chuột còn cái này. Cái ngon quá trời ngon. Bán bữa hai bữa nữa thế nào. Không có hổ hành chạy nha. À, tới cái kế tiếp luôn. Cái kế tiếp bằng đây thì lúc trước trong dài thì nó có dính được con hành nhất, con hành nhì. Mà xài được con này cái này. Thì chết không còn. À, hôm nay thì con chuột nó còn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xem sao. Ở đây thì tụm con cái. Cặp cái nước có dính con gì không? Trời ơi, con hành đâu có chút xíu cái này. Này, con hành. Về nó vô nó xử được con chuột. Cũng hay.
tùng đi. Bọn ăn no cũng no khinh luôn đó nha. À, đây là bẫy xịt cua đặc biệt cả nhà. Ở đây thì tùng có một cái nữa cả nhà. Sát đường quá. Ở lúc trước cũng gãi đây cũng dính được con hành ba nó chết. Không có khoan hướng gì. Ôi có này. Có được con hành của con chuột luôn. Trời ơi. Nó vô không ăn được chuột luôn. Chặt đầu. Cái nhà thấy không? Nó vô mà nó vẫn còn còn chuột luôn. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ xử lý nó cả nhà. Lấy con rắn này bỏ vô túi lưới rồi gì lấy cái hôm này ra để đặt tiếp đi. Cái này sao đây, chui lùm chui bụi, hy vọng có hả. Giờ chuột chết queo, chuột chết em mê à. À chuột chết rồi cả nhà, phải gì mà chuột chết trời. Và xử lý luôn cả nhà. Hôm nay thì sao, có chiếm thành phẩm lợi phẩm gì không, chuột còn cả nhà. Trời, con lúa nữa. Đây thì mình để mình ngâm mình cho nó hai bịch đi cả nhà, thoải mái nha. Rồi tiếp tục, tiếp tục còn dưới đây cũng có một cái. Có dính. Cái này đặt chỗ nào quên luôn rồi, không biết cái bẫy ở đây là cái bẫy cuối cùng nha. Thì thành quả hôm nay cuối cùng đây có dính đây nè, còn không dính nữa thì thua luôn. Con chuột nó hy sinh luôn, xong luôn, chuột chết cả nhà. Chuột ối mà. Con chuột thắng băng này là con chuột ối nha cả nhà. Mà Tùng không biết con rắn này nó ra bằng cách nào. Nghiên cứu được. Có gì vô chuột tối, Tùng vô chuột Tùng đi đặt lại cả nhà, chuột này là chuột ối, chuột thắng băng luôn. Rồi. Bữa nay thì đi thăm cái luồng bẫy ở gần chung cư thì được mới vắng rồi này. Đây. Một này tầm cũng được cả 2-3 kg nha. Cũng khá ngon. Quá trời mệt không cả nhà. Tùng mới vừa về tới nhà quay thành quả cho cả nhà xem. Thì cả nhà xem kênh thấy hay thì cho Tùng xin một like nha. Để có động lực cho video. Còn bây giờ thì Tùng xin kết thúc cái video. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha. Trong da thì hôm nay nó cũng được trúng đậm cả nhà. Rồi.